Phát hiện quả bom MK81 nặng 113 kg khi thi công trụ điện. Chiều 19 tháng 10, Ban Công binh, kiêm đội trưởng đội xử lý bom mìn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng của đơn vị vừa di rời thành công một quả bom còn sót lại sau chiến tranh ra khỏi khu dân cư. Trước đó, trong quá trình thi công hệ thống trụ điện trong khu dân cư ở xã Gio Mai, huyện Gio Linh, công nhân phát hiện một vật nghi là bom đạn sót lại sau chiến tranh nên báo cho cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, lực lượng thuộc đội xử lý bom mìn nhanh chóng đến hiện trường, cắm biển cảnh báo, tuyên truyền người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Qua kiểm tra xác định, quả bom có ký hiệu MK81 nặng 250 bảng, 113 kg, dài 1,1 m, đường kính 23 cm, có ngòi mũi gãy, đuôi không lắp ngòi nổ, bảo đảm an toàn cho di chuyển. Sau đó đơn vị đã di chuyển quả bom đến nơi tập kết và có kế hoạch cắt đốt bằng phương pháp điều khiển từ xa.